Hello, xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục với bài tập lập trình C về ma trận nhé. Trong bài này thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm những con số lớn nhất và những con số nhỏ nhất trong cái ma trận của mình. Các bạn lưu ý rằng có thể trong ma trận thì nó sẽ có nhiều cái tính chất khác nhau. Tuy nhiên cái bài tập mà liên quan tới số lớn nhất và cái số nhỏ nhất á, là cái bài tập rất là kinh điển và hầu hết các bạn khi làm liên quan tới lập trình C thì chúng ta đều gặp những cái bài tập này. Và các bạn cũng để ý giúp mình đó là cái bài tập mà tìm ra cái con số lớn nhất và con số nhỏ nhất nó sẽ khác với cái việc là chúng ta đi tìm vị trí của nó. Vì trong cái mảng nó có thể có nhiều cùng một lúc nó sẽ có nhiều cái con số lớn nhất hoặc là cùng một lúc nó sẽ có nhiều con số nhỏ nhất. Trong bài này thì chúng ta đi tập trung tìm cái giá trị thôi, chúng ta không đi tìm cái vị trí của nó. Ok, bây giờ mình và các bạn sẽ mở Depth C lên nhé và chúng ta sẽ tiếp tục làm những cái bài tập này. Các bạn ơi, các bạn để ý lại giúp mình cái phần mà nhập và xuất ma trận á, thì những cái video trước mình đã nói rất là nhiều rồi, các bạn vui lòng xem lại giúp mình trong những cái video trước nhé. Thì mình sẽ tạm thời bỏ qua cái phần nhập và xuất ma trận, chúng ta sẽ tập trung vào cái phần là xử lý cái bài toán chính thôi. Đây, mình sẽ xóa đi cái yêu cầu của cái bài toán trước ở đây nhé. Rồi, đây các bạn thấy không ạ, mình có một cái hàm là hàm nhập ma trận rồi, một cái hàm là hàm xuất ma trận. Các bạn nào chưa có quen với việc nhập hoặc xuất ma trận, các bạn xem lại những video trước giúp mình, và các bạn cũng có thể lấy những cái đoạn code này ngay phía bên dưới cái phần mô tả của video này. Ok, bây giờ mình và các bạn sẽ cùng nhau đi làm cái phần đó là tìm cái con số nhỏ nhất hoặc là cái con số lớn nhất của cái ma trận này. Bây giờ mình sẽ viết cái hàm là tìm số lớn nhất trước nha, tìm max. Rồi, trong tìm max này thì mình sẽ có một cái ma trận is thì khi mà các bạn tìm max á, cách dễ nhất là các bạn sẽ khai báo ra một cái biến max, sau đó các bạn sẽ cho nó bằng với cái giá trị đầu tiên của cái mảng luôn, đó là x tại vị trí thứ không các bạn nhé, x tại vị trí thứ không. Sau đó chúng ta sẽ làm gì, chúng ta sẽ có hai cái vòng lặp, một vòng lặp lớn thì chúng ta sẽ đi từ không nè, y nó sẽ bé hơn m y cộng cộng, rồi các bạn lại có một cái vòng lặp nhỏ hơn đó là for nè, z đi từ không, z bé hơn n, z cộng cộng, ok chưa. Sau đó các bạn sẽ ở đây, các bạn sẽ giúp mình làm một cái đoạn, đó là mình sẽ so sánh nhé. If, này chưa, is max mà nhỏ hơn cái is tại vị trí thứ y z thì chúng ta sẽ làm sao, chúng ta sẽ làm sao các bạn, chúng ta sẽ gắn cái giá trị max bằng is tại vị trí thứ y z đó, như vậy là xong rồi đó, rất dễ nha. Ở đây thì các bạn cũng đừng quên là return về cái giá trị max nha, đó. Ok chưa? Bây giờ mình và các bạn cùng nhau làm cái bài ngược lại, đó là bài tìm min. Thì tìm min á, nó là tìm cái giá trị nhỏ nhất của cái mảng ma trận hai chiều á. Thì các bạn cũng sẽ viết tương tự như vậy nha. Chúng ta cũng sẽ có một cái biến min. Biến min thì chúng ta sẽ cho nó bằng cái giá trị đầu tiên của mảng. Sau đó các bạn sẽ kiểm tra nè. Nếu mà min còn lớn hơn một cái giá trị nào đó trong mảng thì mình sẽ cho min bằng cái giá trị đó, và cuối cùng các bạn cũng sẽ xuất cái giá trị min đó về, trả kết quả cái giá trị min đó về. Ở đây mình sẽ lưu lại trước. Rồi, đây mình sẽ gọi cái hàm này nhé, mình sẽ print ra nhé. Min bằng phần trăm d. Sau đó chúng ta sẽ gọi cái hàm ở trên là hàm tìm gì các bạn? Hàm tìm tìm min. Sau đó mình sẽ truyền cho ra biến a nè, m n nè, ở đây chưa. Ok, tương tự như vậy thì các bạn cũng sẽ có một cái hàm, đó là một cái dòng để chúng ta xuất ra cái giá trị max của cái mạng của cái ma trận hai chiều này đó. Các bạn gọi giúp mình cái hàm là, xin lỗi các bạn, ở đây là chúng ta phải đem ra ngoài này, chúng ta phải đó tìm max. Rồi, rất dễ phải không các bạn? Bây giờ mình và các bạn cùng nhau chạy cái bài tập này nhé. Đây, bây giờ mình sẽ hai dòng ba cột đi. Mình nhập đại nha, kết quả giá trị lộn xộn nhé. Đó. Thì trong cái bài này, giá trị min nó sẽ là số 2 và giá trị max nó sẽ là số 6 các bạn nhé. Các bạn thấy không ạ? Min là bằng 2. Max là bằng 6.
Các bạn có thể thêm một cái dấu sẹt n phía trước để cho nó xuống dòng nhé. Như vậy là mình vừa giới thiệu xong cho các bạn cái cách mà chúng ta đi tìm một cái giá trị lớn nhất và cái giá trị nhỏ nhất trong một cái ma trận hai chiều. Nó khác với cái ma trận một chiều một chút thôi. Đó là thay vì ma trận một chiều các bạn chỉ có một vòng lọc for, thì trong ma trận hai chiều các bạn sẽ có hai cái dòng lọc lọc vào nhau để chúng ta đi duyệt từng cái phần tử một. Và sau khi duyệt từng phần tử, chúng ta phải so sánh với cái giá trị min hoặc cái giá trị max. Nếu mà nó thỏa điều kiện thì chúng ta phải thay đổi cái giá trị đó đi. Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã theo dõi video clip của mình. Các bạn nhớ đăng ký kênh để theo dõi những cái bài tiếp theo trong lập trình C nhé, và những ngôn ngữ lập trình khác nữa. À, các bạn có gặp thắc mắc gì thì hãy comment phía bên dưới, mình sẽ dành thời gian để trả lời những câu hỏi của các bạn. Và các bạn nếu cần những cái đoạn code này thì mình cũng để hết toàn bộ những cái code này ngay phía bên dưới phần mô tả video, các bạn có thể lấy về và thực tập lại nhé. Cảm ơn các bạn, xin chào.